Phật dạy, bỏ được 9 thứ này ra khỏi người thì đời mới đỡ khổ. Ở đời ai cũng mong muốn mình được sướng. Tuy nhiên nếu muốn sướng thì phải biết bỏ đi những thứ đã gây cho mình những khổ đau. Những nút thắt dưới đây trong cuộc đời con người là những nguyên nhân gây ra phiền não, là những nút không thể mở ra được, cho nên rất phiền phức và đau đớn. Chỉ khi tháo được ra rồi thì đời người mới đỡ khổ. 1. Nút thắt tham lam. Nút thắt của lòng tham có thể dẫn đến điều gì? Tham lam là một trong 9 nút thắt gây ra phiền não cho con người mà nhiều người mắc phải nhất. Những người mang nút thắt này không thể bỏ đi những gì mình muốn và quan tâm rất nhiều đến nó. Để đạt được điều mình muốn, bạn sẽ làm bất kỳ điều gì, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn. Vì vậy, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối và đặt nền móng cho rất nhiều rắc rối ở trong tương lai. Thứ hai là tâm sân hận. Sân hận là nút thắt gây ra phiền não cho con người. Người ta chia làm 3 loại sân hận. Thứ nhất là sân hận người và chúng sinh. Thứ hai là sân hận những vật gặp phải. Và thứ ba là sân hận hoàn cảnh. Có người luôn cho rằng có người đã khiến mình trở nên như vậy, cho nên nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù người khác. Đây chính là đang hận thù người khác. Có người thì không thể nghĩ tới vấn đề mình đang gặp phải, thậm chí là còn không muốn sống nữa. Đây người ta gọi là căm ghét sự vật. Còn có người thì đã trải qua chuyện gì đó đau đớn, từ đó trở đi không chỉ ghét nơi xảy ra sự việc đó mà lại còn ghét luôn cả những người đang ở nơi đó. Đây người ta gọi là sân hận đối với hoàn cảnh, địa điểm cụ thể. Loại cảm xúc này có thể khiến cho con người ta làm nhiều điều phi lý, liều lĩnh. Nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cảm xúc tiêu cực khác như là bất an, tức tối, mặc cảm, tuyệt vọng. Thứ ba, lòng kiêu ngạo. Một số người chỉ vượt trội hơn người khác ở một số mặt, đã vội kết luận cho rằng mình hơn người ta về mọi mặt, bắt đầu tự mãn, ăn nói, cư xử bắt đầu kiêu ngạo. Tôi thông minh hơn anh và giỏi hơn anh ta, bạn thấy đấy, anh ta ngu ngốc và chả biết gì cả. Điều này không chỉ gây khó chịu cho mọi người mà lại còn hạn chế sự phát triển của bạn. Bạn có thể phát triển trong tương lai hay không phụ thuộc vào việc bạn có tấm lòng khiêm tốn hay không. Nếu như bạn kiêu ngạo, mất đi nhận thức về lẽ phải và trí tuệ thì sẽ có ma quỷ điên cuồng xâm nhập vào tâm hồn bạn. Khiêm tốn là nền tảng của mọi việc tốt và kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đến việc ác. Theo quan điểm của Phật giáo, do kiêu mạn, ích kỷ, thiếu hiểu biết mà nhiều chúng sinh thường đọa ngắn trong cõi người, cõi trời và ở lại cõi ác. Đức Phật dạy chúng ta tất cả chúng sinh phải tránh xa vô minh, kiêu ngạo và ích kỷ để được tiến vào cõi sống tốt đẹp. Nhờ đó giữ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi cõi 3 cõi ác là địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Có một số người cố chấp, khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, tự cho mình là tốt, lòng tự cao tự đại, không thấy ai hay điều gì cao hơn mình. Đôi khi họ lại có xu hướng tự thu mình và tự lừa dối bản thân. Trong khi những người quá chú trọng làm nổi bật bản thân thì lại đề cao quá mức khả năng và tài năng của mình. Để bớt kiêu ngạo, kiêu căng, ngạo mạn, ta phải học được đức tính khiêm nhường. Phải khiêm nhường thì việc tu hành mới có thể trở nên tiến bộ. Hãy học cách kiềm chế lời nói, ngôn ngữ của mình. 4. Tâm vô minh. Bồ Tát đã từng nói, khi làm việc gì cũng phải tránh xa 4 hành vi phi lý, nếu không bạn sẽ phạm phải sai lầm. 4 loại hành vi phi lý này là gì? Đầu tiên là hành động sai trái dựa trên lòng tham, tức là hành động theo cảm tính. Tiếp theo là hành động ngược với sân hận, tức là hành động bằng ý chí và tinh thần chiến đấu. Thứ ba là hành động ngược do vô minh, tức là hành động mê mờ. Và cuối cùng, hành động ngược vì sợ hãi, quá đa nghi. Cái mà gọi là hành động mù quáng mà không quan sát được tình hướng thực sự của sự vật. Những người như vậy chắc chắn sẽ gặp khó. Đây là điều mà đạo Phật người ta gọi là vô minh. 5. Sai sót về quan điểm sống. Người mà đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu nhất định trở thành người được dân kính trọng. Người mà đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu sẽ trở thành người được gia đình, người thân, bạn bè kính trọng. Người mà đặt lợi ích của mình lên hàng đầu sẽ được người khác yêu thương. Phạm vi xem xét của bạn càng rộng thì số người tôn trọng và ủng hộ bạn vì lợi ích càng nhiều. Không nhận biết kết quả của việc làm thiện, tích đức, không tin vào nhân quả, không tin vào đời quá khứ và vị lai, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác báo ác báo. Người ta gọi là tà kiến. Cuộc đời này có được thì ắt sẽ có mất ắt sẽ có được. Nếu bạn luôn muốn được yêu thương, trước hết hãy thương người khác. Muốn được người khác đối xử tốt với mình, trước tiên hãy đối xử tốt với họ. Muốn thành công thì phải biết giúp người khác tiến lên. 6. Tự cho mình là nhất. Mọi điều bạn nói và câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn nghĩ đều phải có đặc hoặc không, kể cả giá trị, quan điểm, hành vi của bản thân. Không một ai được phép đưa ra bất kỳ ý kiến hay là phản đối nào khác. Kiểu như xem mọi thứ về bản thân là tuyệt nhất, tự xem bản thân như là người giỏi nhất, không ai được cãi lại. Kỳ thực kiểu người này cũng có suy nghĩ tương đương với thành kiến. Bởi vì bên trong không có gì nên phải giả vờ có gì đó bên ngoài để người ta sợ mình. Nếu người nào mà sống kiêu căng ngạo mạn, người đó sẽ thiếu đi sức hút và gây ra ác cảm cho những người xung quanh. Người nào mà sống không có hoài bão lớn lao, không có dám ước mơ đến đức hạnh, tính chất siêu việt của các bậc thánh, thì người này cũng thiếu hẳn một tính chất của con người. Chính cái kiểu tính cách cho thấy mình là nhất này sẽ khiến con người ta trở nên cố chấp, chấp nhặt. Điều này sẽ khiến cho cuộc sống về sau có nhiều khổ đau. Chuyện mà hơn thua nhau là điều bình thường ở trên đời. Có khi ta hơn người, có khi người lại hơn ta. Sự khoái trá đó gây cho người ta cảm giác hạnh phúc. Nhiều người còn bị ảo tưởng là mình vượt hơn người khác, trong khi thật sự thì lại thua kém họ rất nhiều. Con người phải biết học hạnh khiêm tốn, chân thực. Nếu như học cao hiểu rộng mà lại khinh khi những người xung quanh, tự chúng ta sẽ chuốc lấy nỗi khổ, mất đi vầng hào quang. 7. Nút thắt nghi ngờ. Xin hãy nhớ, bạn không được mắc căn bệnh nghi ngờ trong cuộc sống của mình. Một khi đã nhiễm bệnh này rồi, bạn sẽ không bao giờ vui vẻ hay hạnh phúc nữa đâu. Loại bệnh nghi ngờ này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, trường học, lãnh đạo và xã hội. Một loại nghi ngờ này được thiết lập thì bạn sẽ mất đi lòng tin với tất cả những người xung quanh. Chỉ tin mỗi mình, ai nói gì cũng phủ nhận. 8. Nút thắt ghen tị. Đây là một yếu tố cơ bản nhất gây ra sự bất hạnh của bản thân. Thế giới rộng thế, sao chỉ mình tôi làm được việc này mà người khác lại không làm được? Khi mà bạn theo đuổi hạnh phúc và niềm vui thì bạn cũng phải để cho người khác cũng được theo đuổi hạnh phúc và lợi ích nữa chứ. Hôm nay bạn nhận được nhiều hơn, ngày mai người ấy lại nhận được nhiều hơn, ngày mốt bạn nhận được nhiều hơn. Đây là chuyện đến rồi đi và tuyệt đối không cố định. Vì vậy là người, bạn phải có tư tưởng cởi mở, không được hẹp hòi. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Phật dạy không sai. Đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người mà không đủ niềm tin vào cuộc sống và vào mình. Ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay là chính vì không dám sống thật lòng với ai, cho nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Dù ở vị trí nào thì con người vẫn bình đẳng như nhau. Ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm, không thể so sánh cái nào cao, cái nào thấp. Nhưng mà nếu như ai đó cảm thấy ghen tị, tức là họ đã tự hạ thấp mình trước người khác. 9. Keo kiệt. Thực tế thì nếu như chúng ta muốn nhận được nhiều hơn thì phải học cách cho đi nhiều hơn. Nếu như bạn miễn cưỡng buông bỏ cái này thì cái kia sẽ không được cái gì cả. Khi ai đó làm từ thiện cho người khác, họ sẵn lòng làm, nhưng mà khi việc đó ở trước mặt bạn thì họ lại không muốn từ bỏ, vì bạn không thể buông anh ấy ra được. Vì vậy chúng ta phải học cách thoát khỏi tính keo kiệt này. Học đạo Phật không phải là để được cái gì, mà để học cách buông bỏ. Vì vậy chúng ta phải siêng năng, bố thí để bỏ đi thói tham lam. Người mà trong tâm lúc nào cũng tham lam, keo kiệt thì nghèo khó không bao giờ rời xa. Không làm việc thiện, không có phúc, đức thì sớm muộn cũng hết phước, gặp nhiều tai họa. Bố thí không phải là tính số lượng vật chất, mà là tính bằng tấm lòng chân thành. Cho nên dù không có một xu, bạn vẫn có thể bố thí và nhận được phước lành lớn lao.